Dạ, hello Quang đang xin chào cả nhà. Để nói đầu tiên thì Quang đang xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Ngày hôm qua khi mà Quang Hồng đang có quay cái video clip của ba bé chó lên á, thì hai chị Mạnh Thường Quân mà đã hỗ trợ cho Quang Hồng đang làm cái sân 100 triệu á. Chị có gọi điện thoại về hỏi thăm Quang Hồng đang và có hỗ trợ cho Quang Hồng đang là 1.000 đô Canada đó. Thì chị dặn là đi mua cái máy để xịt xăng á, để xịt sạch sẽ cho tụi nhỏ, với lại còn bao nhiêu thì mua thức ăn. Thì đây cả nhà, đây là trước mặt Quang Đen là cái máy nè, Quang Đen vừa mua nè. Đây là cái máy xịt xăng mà Quang Đen vừa mua. Dạ, em cũng cảm ơn hai chị rất là nhiều. Dù rằng hai chị chỉ quen qua Hồng Đen gần đây thôi, nhưng mà hai chị đã tin tưởng cũng như là giúp đỡ cho vợ chồng của Hồng Đen cũng như là các bé hết mình luôn. Qua Hồng Đen xin cảm ơn và trân trọng tấm lòng của hai chị rất là nhiều. Qua Hồng Đen xin chúc hai chị và gia đình luôn bình an trong cuộc sống, thật nhiều sức khỏe, làm ăn vững chãi. Và Qua Hồng Đen cảm ơn hai chị rất là nhiều. Anh ơi, có thử máy không? Có thử máy không? Rồi cả nhà, bây giờ mình thử máy nha. Tăng đơ rồi coi, lên lớn nhỏ rồi coi. Xịt ở dưới á, xịt đã xịt xăng mà đi xịt cái cây trời. Xịt cái xăng kìa. Mạnh không? Mạnh giống cái của mình vậy không? Mà nó không có tăng đơ hả? Nó không có tăng mà lớn nhỏ hả? Rồi ok. Một lát trúng chữ giờ nè. Lát cây xanh xuống nắm đầu giờ nè. Rồi. Nó cho 4 cái đầu hả? Rồi, vận hành về nha. Ê, cả nhà, cái bồn nè. Đây, cái bồn. Mình mà xài cái máy xịt xăng là phải có cái bồn. Đó, thì cái bồn này gắp với cái máy kia thì mới sử dụng được. Giờ vô trong gắp luôn hay sao? Hả? Rồi gắp đi rồi chừng nào mà khởi động máy thì quay tiếp nữa, quay một cái nữa. Đây, sân đã xong. Nhưng mà còn một số việc coi như lặt vặt vặt vảnh, coi như để chỉnh sửa cho nó hoàn chỉnh luôn.
thì thợ vẫn còn đang làm túc tăng túc tắc để làm những cái công việc nhỏ nữa, ít nữa. Rồi những cái rãnh mương này sẽ được sau này thì có được ít kinh phí nào đó thì sẽ làm những cái dĩ chạy dài hết cho mấy bé đi qua lại thoải mái, tại vì nó phải có cái dĩ mới được. Đó, cái mương này đang thoát nước luôn nha cả nhà. Này em đang xịt nước, cái đứa đang chơi đùa ngoài sân, nó thích ở đây lắm. Nó giỡn rồi đây. Đây ở trong này nè, trong này là đang tụi nó đang ra nè, đây chưa xịt nữa nè, nó này xong mới nè. Đây những cái rãnh thoát nước là mấy đứa nó chơi đây. Con đi quẳng nó mới rớt xuống nghe. Rớt xuống cái kẻ. Đây thợ đang làm hết nữa nè. Đây sẵn đây quay cho cả mọi người xem thì em cũng thành thật cảm ơn hai chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ để làm hoàn tất cái sân này. Dạ. Em cảm ơn hai chị rất là nhiều. Đã hỗ trợ và ủng hộ máy ấm để cho mấy bé được có một cái sân chơi và một cái không gian thoáng mát. Và đây là những cái bóng cây nè, rất là mát, mấy bé cũng thích, rất là thích nằm. Đây là bụi trúc rồi, phải rào lại để nó vô bụi trúc. Dạ, thì một lần nữa em xin cảm ơn hai chị mình luôn dấu tên. Dạ, cảm ơn hai chị rất là nhiều và chúc hai chị thật nhiều sức khỏe trên con đường trong cuộc sống và để còn tiếp tục hỗ trợ cho mấy bé nữa. Dạ em cảm ơn hai chị rất là nhiều. Em nói chung công việc ở đây còn nhiều lắm, em còn lặt vặt còn nhiều, hệ thống nước rồi nó còn nhiều, lặt vặt rất là nhiều. Để cho hoàn chỉnh nó cũng phải 5-7 ngày nó lặt vặt nữa. Nó